Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ hai, ngày 11 tháng 1, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Vào sáng nay tại thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khánh thành hầm đường bộ Hải Vân 2, dự án hầm đường bộ lớn nhất Đông Nam Á sau 4 năm thi công. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học đã góp phần tích cực trong việc hình thành một thế hệ công dân số trong tương lai. Công tác hậu phương quân đội những năm qua luôn được cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Một trong những chính sách nổi bật là tạo công ăn việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Thưa quý vị, vào sáng nay tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khánh thành dự án hầm đường bộ Hải Vân 2. Đây là dự án hầm đường bộ lớn nhất Đông Nam Á được triển khai thi công gần 4 năm qua. Tham dự lễ khánh thành có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo của Tập đoàn Đèo Cả cho biết, hạng mục hầm Hải Vân 2 thuộc dự án hầm đường bộ Đèo Cả với chiều dài 6,2 km, chiều dài tuyến 12,4 km bao gồm cả đường dẫn, là công trình hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á. Hầm Hải Vân 2 được Tập đoàn Đèo Cả đề xuất đầu tư triển khai sau khi thực hiện một loạt công trình hầm đèo Cổ Mã, đèo Cả, đèo Cù Mông. Đây là một công trình kỷ lục khẳng định năng lực của Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam trong việc thực hiện một dự án mang tầm cỡ quốc tế. Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2016 gồm hai giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Giai đoạn 1 sửa chữa nâng cấp hầm Hải Vân hiện tại, hầm Hải Vân 1 và cải tạo tuyến quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân. Giai đoạn 2 mở rộng hầm lãnh nạn hiện tại thành hầm giao thông, hầm Hải Vân 2 với quy mô 4 làn xe và mở rộng cầu đường dẫn quy mô 4 làn xe. Trong quá trình thực hiện, dự án hầm Hải Vân 2 phải đương đầu với khó khăn không hề nhỏ về tài chính do khối lượng vốn cần thực hiện cho dự án là không hề nhỏ và tiến độ cấp vốn thường xuyên bị động gián đoạn. Tuy nhiên, với nỗ lực cao độ, sự phối hợp tuyệt vời của nhà đầu tư, các nhà thầu thi công và các ngân hàng hợp vốn, dự án đã giữ được nhịp liên tục triển khai và về đích đúng hẹn chỉ sau 4 năm. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, chính quyền các địa phương để dự án hoàn thành trước thời hạn. Phó Thủ tướng khẳng định, cùng với sự phát triển kinh tế, sự gia tăng của lưu lượng phương tiện đã khiến hầm Hải Vân 1 quá tải. Việc đầu tư xây dựng hầm Hải Vân 2 là giải pháp đúng đắn. Hầm Hải Vân 2 có kỹ thuật công nghệ phức tạp được các nhà thầu trong nước thực hiện, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc về năng lực đầu tư cũng như về kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định ngành xây dựng Việt Nam có thể hoàn toàn làm chủ công nghệ và kỹ thuật tiên tiến đối với lĩnh vực xây dựng nói chung và xây dựng giao thông nói riêng. Việc hoàn thành và đưa công trình hầm Hải Vân 2 vào khai thác sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung, đồng thời đảm bảo sự kết nối đồng bộ hơn, thúc đẩy cái sự phát triển hơn đối với khu vực xung quanh, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên cũng như là cái hành lang Đông Tây kết nối với các nước láng giềng trong khu vực và đi ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hầm đường bộ số 2 Hải Vân đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán cũng như là đáp ứng cái nhu cầu đi lại của người dân và giảm tải sự tăng vọt của các phương tiện giao thông ở hầm số 1, góp phần đảm bảo an toàn giao thông giữa Huế và Đà Nẵng. Tập đoàn Đèo Cả cho biết, để giảm tải nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, sẽ cố gắng tổ chức vận hành cho cả phương tiện lưu thông qua hai ống hầm trong 20 ngày trước và sau Tết Nguyên đán, từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 2 năm 2021. Sau thời gian trên, hầm Hải Vân 2 sẽ tạm dừng vận hành để chờ cơ quan nhà nước có chức năng giải quyết các kiến nghị mà nhà đầu tư đã báo cáo nhiều lần trước đây. Trong đó cụ thể có việc phân bổ ngân sách nhà nước cam kết đóng góp vẫn còn 1.180 tỷ đồng chưa được giải ngân, bởi việc đưa dự án vào khai thác vận hành sẽ phát sinh rất nhiều chi phí. Chiều nay, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi kiểm tra công tác khắc phục thiên tai, thăm và tặng quà hộ nghèo, người bị thiệt hại do thiên tai tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà và thả cá tái tạo nguồn lợi trên phá Tam Giang. Tham dự về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ, đại diện các đơn vị liên quan của Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế.
đến thăm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất đời sống tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân vùng bị ảnh hưởng và thiệt hại do các đợt thiên tai vào giữa tháng 10 và tháng 11 năm 2020 gây ra, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đồng thời đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương cả cấp trong việc đẩy nhanh khắc phục những khó khăn thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là vấn đề khôi phục sản xuất trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2020-2021, góp phần ổn định đời sống bà con sau thiên tai. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền cũng như tinh thần vượt khó vươn lên của nhân dân Thừa Thiên Huế, sự sẻ chia của đồng bào, doanh nghiệp cả nước, Thừa Thiên Huế đã sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống. Trước những thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã huy động các nguồn lực và tham mưu Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh 170 tỷ đồng, 242 tấn hạt giống các loại và vaccine, hóa chất khử trùng, hóa chất lọc nước để ổn định đời sống người dân sau thiên tai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành trung ương trong thời gian vừa qua, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sự quan tâm hỗ trợ đó cùng với quyết tâm nỗ lực vượt khó của chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế từng bước tái thiết sau lũ bão, ổn định đời sống, đảm bảo không có người dân nào bị đói, bị rét, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 100 phần quà. Mỗi phần quà gồm 1 triệu tiền mặt và quà trị giá 150.000 đồng gửi đến 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách bị thiệt hại do thiên tai tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Trong khuôn khổ của chuyến công tác này, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng cả đồng chí lãnh đạo tỉnh tiến hành thả 17.000 con cá chẽm và 3.600 con cá hồng mỹ tại khu vực đầm Phả Tam Giang thuộc địa phận thôn Cồn Đâu, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà. Đây là số lượng cá giống do Tổng cục Thủy sản tiếp tục hỗ trợ địa phương khôi phục tái tạo nguồn lợi thủy sản sau thiên tai. Sáng nay, Cục Thuế Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai giải pháp thu ngân sách năm 2021. Tham dự có ông Phi Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2020, tổng số thu nội địa là 8.617 tỷ đồng, đạt 121% so với dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 8,9% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 6.409 tỷ đồng, bằng 101% so với thực hiện năm 2019. Một số khoản đạt khá cao là thu khu vực đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất. Vẫn còn một số nguồn thu đạt thấp do ảnh hưởng dịch bệnh bão lụt. Đến nay, số doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế qua mạng đạt 99,7%. Ngành thuế tập trung kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, kịp thời hỗ trợ người nộp thuế về các chính sách gia hàng, giảm thuế, góp phần giúp doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh. Năm 2021, ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, mở rộng đối tượng kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, tiếp tục triển khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời tăng tính hiệu quả trong quản lý khai thác tốt các nguồn thu, đẩy mạnh thanh kiểm tra, xử lý nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu vượt từ 5 đến 7% kế hoạch được giao. Chiều nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2020, hoạt động phòng chống dịch bệnh được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai chủ động, duy trì thường xuyên công tác giám sát dịch tễ các bệnh truyền nhiễm gây dịch, không có trường hợp tử vong do dịch bệnh. Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh trong nhân dân, tăng cường công tác giám sát bệnh nhân, giám sát trọng điểm, xử lý ca bệnh, xử lý ổ dịch, nên các loại bệnh truyền nhiễm đã được kiểm soát xử lý kịp thời. Công tác tiêm chủng thường xuyên tại các huyện thị thành phố được duy trì, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi toàn tỉnh đạt 96,77%, tỷ lệ trẻ từ 1 đến 5 tuổi tiêm vaccine viêm não Nhật Bản đạt 97% và tiêm chủng cho phụ nữ có thai đạt trên 96%. Hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 được trung tâm thực hiện hiệu quả như kiểm dịch 100% người phương tiện xuất nhập cảnh cả cửa khẩu, sân bay, cảng biển, kiện toàn 41 đội phản ứng nhanh, thực hiện 24.440 xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time RT-PCR và 32.468 xét nghiệm test nhanh tìm kháng thể. Có hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm, truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống sốt rét, xét nghiệm, sức khỏe môi trường, trường học, sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống HIV/AIDS đều được thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.
Năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu các chương trình y tế thuộc lĩnh vực kiểm soát bệnh tật năm 2021, không để dịch bệnh lớn xảy ra ở trên địa bàn, giảm tỷ lệ mắc bệnh và không có tử vong do dịch bệnh. Đơn vị tiếp tục tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tăng cường đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực y tế, chủ động phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm vaccine và duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trên 95%. Trong năm 2021, Sở Xây dựng đặt mục tiêu tập trung vào công tác quy hoạch, phấn đấu phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị và phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, chân mây Lăng Cô và đô thị mới. Phủ kín 100% kế hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, tỷ lệ 1/2000 đối với địa bàn các thị xã và các huyện. Phấn đấu lấp đầy quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khi cả quy hoạch phân khu được phê duyệt và ưu tiên triển khai cả quy hoạch chi tiết trong khu vực đô thị, ra soát sớm tham mưu ban hành kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2021-2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cả quy hoạch trọng tâm nhằm phục vụ quản lý và kêu gọi đầu tư. Quy hoạch phân khu, khu đô thị Thanh Tiên, quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái và đô thị biển Vân Xuân, quy hoạch phân khu, khu đô thị cảng hàng không quốc tế Phú Bài, quy hoạch phân khu, khu đô thị Thanh Toàn, quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương. Tiếp tục triển khai nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành xây dựng tập trung hoàn thành các đề án, phân loại đô thị Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại 4, phân loại đô thị thành phố Huế mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 1, phân loại đô thị Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế. Triển khai chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chương trình phát triển đô thị của các địa phương như thành phố Huế mở rộng, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, đô thị Phong Điền, đô thị Chân Mây Lăng Cô. Tiếp tục nâng cấp các đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền và Vân Hiền, huyện Phú Lộc đạt tiêu chí đô thị loại 5. Tiếp tục thúc đẩy hoàn thành thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận. Thưa quý vị, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đã không còn là điều mới mẻ mà đã thực sự trở nên quen thuộc đối với các trường học, không chỉ trong giảng dạy mà còn trong cả các hoạt động quản lý. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học đã góp phần tích cực trong việc hình thành một thế hệ công dân số trong tương lai, ghi nhận của phóng viên thời sự. Có mặt tại trường tiểu học số 2 Phú Bài trong tiết học tiếng Việt của các em học sinh lớp 1, thay vì gắn với cách dạy truyền thống, phần trắng bảng đen, tiết học đã trở nên sinh động rất nhiều khi ứng dụng hiệu quả của công nghệ thông tin. Những trò chơi, cách truyền đạt thông tin hay sự tương tác giữa cô và trò đã tạo nên không khí học tập đầy sôi nổi, hứng thú của các em. Con cảm thấy rất vui vì đã được học và được chơi với con bài bàn vì có máy tính. Thì tôi nhận thấy là qua quá trình giảng dạy thì cả cái tiết học mà có ứng dụng công nghệ thông tin thì các cháu rất là hào hứng và học tập rất là sôi nổi. Và tôi nhận thấy rằng ứng dụng công nghệ thông tin là một cái phương pháp dạy học rất là hiện đại mà chúng ta nên áp dụng thường xuyên các tiết dạy. Và tôi thấy thì sau khi kết thúc những cái bài học mà có sử dụng công nghệ thông tin thì các cháu cái lượng kiến thức mà các cháu tiếp thu rất là tốt. Bà Lê Thị Thùy, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 Phú Bài cho biết, hiện tất cả các phòng học đều được trang bị hệ thống tivi, máy tính để bàn và hệ thống loa phục vụ dạy học trên lớp. Vì vậy, các em học sinh tham gia tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin sẽ có hứng thú tiếp thu bài giảng nhanh hơn. Để triển khai ứng dụng bằng cái công nghệ thông tin trong hoạt động của nhà trường thì trường là thường xuyên tổ chức các cái lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên thông qua các cái tiết sinh hoạt chuyên đề rồi bồi dưỡng sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin cho tất cả cán bộ giáo viên, đặc biệt là một số giáo viên lớn tuổi. Thì đến nay 100% cán bộ giáo viên của trường đã sử dụng thân thạo cái công nghệ thông tin trong việc dạy học và quản lý. Xác định ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần đổi mới giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn phần mềm hỗ trợ giảng dạy các môn học cho cán bộ giáo viên cộng cán các trường, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Chúng tôi chỉ đạo ứng dụng cái công nghệ thông tin số hóa các cái hoạt động trong cái quản lý giáo dục, trước hết là
ứng dụng cái Huế S vào công bố các cái thông tin về giáo dục, các cái dữ liệu về giáo dục để người dân hiểu, nắm và cùng chia sẻ, nắm những cái thông tin mà ngành giáo dục chúng tôi đang triển khai. Và có thể vào các cái trang công nghệ thông tin để nắm được cái hoạt động dạy học của các nhà trường, cũng giống như theo dõi hoạt động học của con em mình. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đã được quan tâm triển khai từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên, từ năm học 2019-2020, hoạt động này mới thực sự được tăng cường và đẩy mạnh bằng việc thành lập nhóm Gmail nội bộ phục vụ công tác điều hành, quản lý và trao đổi chuyên môn, khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử. Từ đó, việc khai thác sử dụng các ngữ liệu phục vụ giảng dạy bằng giáo án điện tử trong các tiết học đã phát huy hiệu quả, tạo sự hứng thú cho học sinh tiếp thu bài giảng. Đồng thời, có những tác động tích cực nhanh chóng thay đổi tư duy, tác phong làm việc của mỗi cán bộ giáo viên nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin trong quản lý và công tác chuyên môn. Công tác hậu phương quân đội những năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Một trong những chính sách nổi bật là tạo công ăn việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong một phiên giao dịch việc làm, hình thức kết nối doanh nghiệp với quân nhân xuất ngũ do Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thực hiện. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ nên đối với nhiều người ở đây, việc định hướng nghề nghiệp vẫn còn khá mông lung. Họ chưa xác định được công việc mà mình muốn làm và hướng đi để tiếp cận với công việc đó là như thế nào. Sàn giao dịch việc làm được tổ chức có thể coi là một lời giải cho bài toán việc làm mà cả quân nhân xuất ngũ đang loay hoay không biết lựa chọn như thế nào cho đúng. Em mừng chứ được xác định được cái nghề mình trước sau khi xuất ngũ, thì qua đây em cũng tìm hiểu những công việc phù hợp sau khi mà em xuất ngũ để cho sau khi mà trở về với địa phương thì có một công việc ổn định, tìm kiếm một công việc phù hợp với mình. Đến với ngày hội tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động lần này có sự tham gia của 21 doanh nghiệp, trong đó có 5 đơn vị tham gia tuyển sinh học nghề và du học, 10 đơn vị tham gia tuyển dụng lao động trong nước với 1.000 vị trí việc làm trong các ngành nghề, dịch vụ du lịch, chế biến chế tạo, cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, giao thông vận tải. 9 đơn vị tham gia tuyển lao động đưa đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, các nước châu Âu với 1.260 vị trí việc làm. Về tuyển sinh học nghề, có 2.230 chỉ tiêu đào tạo trình độ từ sơ cấp trở lên trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, điện lạnh, cơ khí chế tạo, vận hành máy công trình, lái xe nâng chuyển và lái xe ô tô các hạng. Với các chính sách của nhà nước hiện nay, thì quân nhân xuất ngũ được tạo rất nhiều điều kiện để học nghề cũng như tìm kiếm việc làm. Hiện nay theo cái thông tư 43 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì cái đối tượng mà bộ đội xuất ngũ thì sẽ được nhà nước hỗ trợ toàn bộ cái chi phí học nghề. Do đó theo tôi thì cái đối tượng mà bộ đội xuất ngũ đi học nghề này là có những cái điểm rất là thuận lợi. Thứ nhất là được nhà nước hỗ trợ về cái chi phí đào tạo nghề. Thứ hai là được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo những cái ngành nghề phù hợp với cái nhu cầu của xã hội, cũng như là cam kết cái việc làm đầu ra đối với các đối tượng là bộ đội xuất ngũ. Sở đồng được tỉnh giao chỉ tiêu làm phối hợp với các ngành các cấp là giải quyết là hơn 16.000 lao động, thì trong đó có cái lực lượng là bộ đội xuất ngũ, quân nhân hoàn thành nhiệm vụ quân sự. Đây là một lực lượng là rất quý, rất tốt. Các anh có tức là có lòng yêu nước rồi được đào tạo trong trường quân sự, trong nhiệm vụ trong quân sự là hơn bất cứ các cái nơi đào tạo. Rồi các anh có sức khỏe, các anh có cái tinh thần phấn đấu vươn lên, thì các doanh nghiệp mà nếu như là các trường đó là phải tranh thủ cơ hội để tuyển các anh. Ngoài việc miễn phí học nghề, trường hợp người lao động có nguyện vọng mở các loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp để tự tạo việc làm và thu hút thêm lao động vào làm việc,
cũng sẽ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện dự án phát triển sản xuất kinh doanh, tự tạo việc làm. Bên cạnh tạo cơ hội việc làm, thì sàn giao dịch cũng có thể coi là một trong những hình thức hậu phương quân đội thiết thực, thể hiện sự trách nhiệm của các ban ngành trong việc tìm việc làm cho quân nhân xuất ngũ. Phần cuối là một số thông tin khác. Thưa quý vị, từ người dân từ bỏ tiền túi để giải phóng rác thải, tạo môi trường trong lành, đó là những gì vừa diễn ra trong ngày Chủ nhật xanh tại phường An Đông, thành phố Huế phát động. Điều này cũng cho thấy phong trào Chủ nhật xanh do tỉnh phát động đã có sự lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, 6 hộ dân ở tổ dân phố 22, đường Nguyễn Khoa Diệu Hồng, phường An Đông đã cùng nhau bỏ ra số tiền hơn 20 triệu đồng để dọn dẹp mặt bằng hơn 1.000 mét vuông trên địa bàn mình sinh sống. Khu đất này dự tính sẽ được xây dựng làm một công viên nhỏ để bà con nhân dân có thể đến vui chơi, tạo điểm xanh cho không gian sống thêm mát mẻ trong lành. Trong hoạt động này, Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã miễn phí bãi đổ để hỗ trợ thêm cho người dân. Ngày Chủ nhật xanh là một chương trình lớn của tỉnh đã được phát động hơn một năm nay và đem lại nhiều hiệu quả tích cực, góp một phần lớn trong việc xây dựng Huế xanh sạch sáng. Và sự chủ động đồng hành cùng chính quyền của người dân là điều rất cần thiết để phong trào này có thể đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Miền Bắc và miền Trung Bộ đang phải trải qua một trong số ít những đợt rét cực kỳ khắc nghiệt trong suốt hàng chục năm qua. Một số điểm du lịch vùng núi phía Bắc xuất hiện cảnh tượng tuyết phủ trắng xóa như thời điểm cuối năm 2013. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm qua ngày 10 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá. Người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và gia súc, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.